Lỡ chúng ta có thể chơi cuồng chiến được ấy. Lỡ chúng ta có thể chơi cuồng chiến. Không dễ giờ. Cuồng chiến cho nó máu lửa. Lửa thì thường thường là lửa thì các bạn hãy tận dụng chơi những cái độ như là sát thủ hoặc là cung thủ. Nói chung là đam tay. Chơi sát thương vật lý ngon hơn. Ô, để bác luôn. Để. Tí đại bác mà cho bé. Ui, Hàn Quốc này. Sét. This is a waste of my time. Nước mà bây giờ về sao mình phải mua nước không hả? Mình không mua cái khác được hả? Nước là tăng mana. Có nghĩa là cái hệ lúc đầu thì nó chỉ là em đứng trong đấy thì nó tăng mana khởi đầu thôi. Khởi đầu trận với thêm 30 mana nữa. Ok, BF dịch khổng lồ luôn. Nghe nó cũng có vẻ ok la. À, mình có thể chơi cuồng chiến hoặc là mình chơi cuồng chiến hoặc là mình có thể chơi cuồng chiến hoặc là cái gì gì đấy. Sát thủ này. Ba cùng chiến bốn băng ba lai được. Bán hết mấy con này đi. Vậy là em có mua luôn hả? Mình thấy chơi cuồng chiến coi. Cuồng chiến hoặc là kiếm khách. Thôi nhưng mà chơi ánh sáng nhiều chán lắm. Mình có thể mua con kiếm khách này thôi. Mua con này lấy kiếm khách thôi. Để tí mình chơi kiếm khách. Cùng chiến kiếm khách được.
thích chơi cuồng chiến hơn. Giáp. Should fear me. Cho thằng này cái cuồng đao luôn nhỉ. Cuồng đao diệt khổng lồ. Thiếu một con cuồng chiến nữa, kiếp mãi không ra nhỉ. Không phải kiếm thêm con mãnh thú cũng được. Thiếu một con mãnh thú nữa là con Scatter hoặc Red Sai mà nó không ra ta. Mình chơi cùng chiến với băng tộc, cùng chiến băng tộc cho nó ngon. 6 cùng chiến 4 băng chẳng hạn. Đây Scatter. Phá lên cái con lai này. Con này là băng này. Hoặc là 3 cuồng chiến 4 con băng cũng được. 3 con cuồng chiến 4 con băng. Là mình chơi cá sấu, gấu. À mình chơi gấu Mundo với lại con Olaf thôi. Gấu Mundo với Olaf là được rồi. Gấu Mundo Olaf. À, thằng này nó chơi con đấy lai à. Nó chơi con cuồng chiến lai à. Cuồng chiến ánh sáng à, nghe cũng có vẻ kinh đấy nhỉ. Ánh sáng cuồng chiến nghe nó cũng vẻ kinh kinh ấy. Mình có nên Hyperon con Warwick 3 không ta? Không nói ừ để hôm nào cũng đủ. Warwick 3 thì cũng khỏe. Cao quá vậy. Ủa trong này vẫn 150 mana, nhiều vãi nồi. Mình muốn cho con Olaf cái đại bác để cho nó đánh xa xa một tí, nó đỡ bị kẹt. Ui, nồi gì đấy? Ê, cuộc chiến cầm dê ke ngon lắm ấy nha. Nếu mà cuộc chiến này cầm dê ke hơi ngon đấy. Wow.
chiến mà mình cho nó tầm hai cái xe ke là nó lên nó tán cả team cuồng chiến, nó tán như điên ấy. Được đấy, đây cuồng chiến này, cuồng chiến này, ba cuồng chiến. Bốn con cuồng chiến, bốn con cuồng chiến này các bạn ạ. Mình ghép hai cái dẹt ke, một cái cuồng đao cho con Olaf. Được, nghe có vẻ được của nó luôn đấy. Bỏ con này đi. Cuồng chiến ra, hai băng đấy. Cuồng chiến hai băng. Thằng này là vô lát này. Đâu? Chơi vào năm có ô lát rồi. Mẹ nó cũng thi nhau, nó chơi cuồng chiến với mình kìa. Mình chơi cuồng chiến Vương quốc mà, đây băng đây. You can't take the desert. Come to Mundo. Yorick, xạ thủ. Triệu hồi. Mundo. Con nào nên cầm cái dê ke hơn ta? Con nào cầm dê ke ngon nhỉ? Một cái dê ke thôi. Cho con này gì khổng lồ đi. Mundo cầm dê ke à? Hay là gấu? Mình thiếu con rắc nè, thiếu con rắc với con ấy, con rắc với con Olaf. Lấy cái thìa trước các bạn ạ. Mình lấy cái thìa trước, tí mình kiếm cái găng nữa mình ghép một con cuồng chiến để mình đỡ phải xài con rắc, hoặc là đỡ phải xài con gì đó. À, mình lấy một cái nữa mình ghép một con thành quốc đần, thành hộ vệ cũng được. Để Mundo thành hộ vệ này. Ghép con Mundo thành hộ vệ các bạn, ok la đấy. Kiếm cái giáp nữa ghép. Đây, 2 băng. 3 băng này, 4 băng này. Sai ăn cùng chiến. I need a slaughter. Sai ăn cùng chiến. Cái quá. Mình có thể ghép cùng chiến hoặc là ghép
Bangkok cũng được. Bangkok thì mình khỏi sang con này. Giá con nào thành băng ta? Nếu mà kiếm con rác cho thành rác thành băng cũng được. Đây. Diệt bóng tối. Đây. Từ từ. Okay. Ấp chết lên xài con rác nữa là đủ rồi đúng không? Vậy thì mình ghép mẹ một con băng tộc đi cho Mundo băng tộc cho nó trâu. À Mundo xài băng tộc được này. Tại vì nó cần máu. Máu càng nhiều càng tốt. Đấy đâu. Đánh này. Hả? Mày chó đánh này, mày đánh này hả? Dám đánh hô láp hả? Ra cái vút rồng như Mundo nữa là mấy thằng lèn đánh tuổi luôn. Mình ấp chết, mình nhét thêm một con băng tọc ra nữa. Ấp chết này nhét thêm con băng tọc. Thêm con manfire là lấy CC, ok là luôn. Cuồng chiến băng quốc 4 băng. Rồi, thanh niên thì có Olaf sớm. Đấy, cuồng chiến băng học luôn. Bây giờ anh em thích ghép cuồng chiến hay ghép băng tập? Xài ra âm hay là muốn xài Ezreal? Ghép cùng chiến thì ghép cho con nào? Ghép cho Mundo băng tộc đi nhờ. Mày không lẽ mình xài 6 băng ta? Ấp 2 chết nó xài 6 băng tộc. Giờ lận thêm cái thìa này ghép cùng chiến. AD với chúng tôi này. 4 băng, buồn buồn là chơi 6 cuồng chiến, 6 băng luôn. Đấm cho team bạn đứng ngó luôn. 60% tỷ lệ băng là đứng ngó luôn. Olaf mà nó đấm là ngó luôn. Chỉ biết nhìn thôi. Ready for battle. Giờ con này không lên 3 được đâu. Mình để con này kích hệ băng quốc thôi. Thắng mua giáp. Đấy, 6 cuồng chiến, 4 băng quốc. Ê, bây giờ mà tôi lượm được thêm một cái thìa nữa, tôi ghét con này thành băng cuồng chiến nữa thì tôi cho con này thành bán, bỏ con này ra, nhét thêm con Ezreal. Úp chết là nhét thêm ra ông mà nữa. 6 băng. Đúng rồi, Ezreal cuồng chiến cũng được. Trời ơi, băng kìa, ôi trời băng. Lai hả? Đứng ngó đi em. Lo mà đứng ngó đi. Ô con na sớt lửa à. Vãi nồi con na sớt lửa. Vãi nồi thằng này nó chơi lại na sớt level 3 na sớt lửa. Đốt kinh vãi nồi. Chết mẹ quên rồi, quên khóa rác rồi, không sao. Sao đâu.
hai giáp nhưng mà mình tính thắng mình mới mua. Bây giờ quan trọng là con này level 2 này, con này lên level 2 là ngon. Con này không level 2 là mệt. Ui thằng Lèn này level 2 này. Olaf cuộc chiến, bàn tay công lý nghe có vẻ ok ấy nhỉ. Olaf bàn tay công lý nghe ok phết. Mình có thể học hỏi. Mình có thể làm cái nước mắt cho Olaf bàn tay công lý giống như bạn. Ủa ông này bỏ hết nguyên tố lửa à? Không thèm xài à? Trời ơi. Lấy cái kháng phép cho Mundo nữa được không? Lấy thêm cái kháng phép cho Mundo được ấy. Cho Mundo vút rồng. Mình cho bé Mundo thêm cái vút rồng nhỉ. Để mày gặp cái thằng lửa kia mình còn đánh được nó chứ. Chiến 4 băng rồi đấy. Để thì ấp chết đi anh em ơi. Buồn buồn chứ 6 băng chơi. Đừng có giết tao, tao sắp lật kèo rồi. Kiếm con lắc băng quốc là mình được 6 băng luôn nhỉ. Đó, đừng có giết mình bây giờ mà mình được con lắc băng quốc thì thôi chứ. Rồi à, ok la là được của nó luôn đấy. Giờ mà kiếm được con lắc băng quốc là được của nó luôn. Đây. Thanh niên hai băng. Ui con Olaf của nó ghê quá. Ê băng tộc của mình Olaf nó phải đánh được mà. Bãi nồi nó bữa. Bãi nồi con Olaf của nó bữa. Olaf mình level 1 đánh không lại nó. Olaf tôi level 2 đi à, ông hơn tôi con Olaf. Ông ra Olaf sớm. Ông đè người ta VL. Mình ra Olaf trễ quá. Đây thằng lửa này nó kinh lắm này. Một lửa, hai lửa. Ủa, Nasus nó quỷ thư mà đâu phải lửa đâu. Mình đang test thử đội hình cuồng chiến 4 băng coi. Đây là cuồng chiến và 4 băng đấy. Giờ nó ra cái thìa nó ghép cuồng chiến. Ấp chết lên thấy 4 băng ra được. Thấy 6 băng chứ. Anh cũng sắp chết à. Ô Nico nè. Đây 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 găng tay băng. Mình có cái đồ giống nó rồi nè. Với cái nỏ sét nữa, hợp lý á. Đây Olaf. Some fun. Nên úp Olaf 2 luôn đi nhờ. Để tiền úp chết hay hơn. Obliterate.
set cho Sion đi. Sion là chiêu, dậm chiêu đúng không? Ừ, ok. Ok đấy. Đấy, nó set đập, hợp lý. Được của nó luôn. Cái gì đây, Manfi? Đến làm chiêu Manfi à? Siêu mặt phai với chúng tôi à? That cleanses the world. Xem gặp ông này xem ai ghê hơn. Hai Solary luôn. Căng nha. Hết game nhớ hút nha. Đây, để đập lại thằng lèn này coi. Châu thế. Đây, tôi có con này, tôi có con này. Con lèn Nasus nó điên quá. Con lèn Nasus nó điên thế. Lắc băng tộc có không? Ui, lắc rừng ạ. Độc nè. Có mấy đọc rồi. Come to Mundo. It's nearly time. Hai con đọc. Ba con đọc thì mất 4 cuồng chiến. Để xem cái đao lượng đồ của các bạn mình có lượng được cuồng chiến không. Mình lượng được cuồng chiến hoặc là băng đọc không? À, lắc này lắc rừng không phải lắc băng. Mình cần lắc băng. Đéo có lắc băng, đéo có lắc gì hết. Có con xin gìn kìa. Giáp máu hay nước mắt xin gìn. Lấy cái sai lần, lấy cái sai lần, lấy cái sai lần. Đó, mình lấy cái sai lần mình đấm cho con Nasus đừng lên mana là nó chết mẹ. Giờ ra lắc băng một cái là đẹp. Ra con lắc băng đi. Lấy cái sai lần cho con sai lần. Đấm cho con Nasus đừng lên mana. Xin gịt làm cái gì, ông có đủ độc đâu, ông thiếu độc tố mà. Đó, sai lầm kìa thấy không, sai lầm lan luôn mà. Bạn nên nhớ cái sai lầm là lan nha. Cái sai lầm cũng lan nha, hiệu ứng đòn đánh mà. Ông đùa à, sai lầm lan đấy. Sai lầm lan nha, đánh lan sai lầm nha. Con lèn Nasus của nó mà sai lầm là được à.
giờ kiếm được con lắc băng là ngon. Now it's my turn. Con lắc băng tộc là ngon. Ngon quá. Biết đâu ra con lắc băng cùng chiến Saiyan này. Saiyan level 3 này. Thôi, bỏ con này đi. Con lắc băng thì chơi. Chúng ta có lắc băng thì chúng ta chơi. 6 băng. Con này cho cùng chiến vào. Đó là sớt của nó kìa. Đấm sai lần đó. Ừ sai lần rồi. Sai lần đó đúng rồi. Đấm sai lần chết mẹ đó. Đó đúng rồi. Sai lần chết mẹ là chết mẹ nè. Mày hả con. Tôi nói mà. Cái gì đây má sát thủ á. Cùi bắp thế. Sát thủ mới căng chứ. Sát cái lền. Thủ cho ai đây. Cho luôn con Warwick nhảy lên luôn. Cả team mình bay lên. Nhìn cho nó vui. Các cái đồ như lền ấy. Ui ông này ra đồ ngon này. À cuồng chiến sa mạc à. Ông này cũng là một option tốt đó nhỉ. Cuồng chiến sa mạc nghe có vẻ hay. Vậy mình kiếm Kha'Zix đi. Đây thôi. Mày hả bưởi. La 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 la. 6 băng, 6 băng là nó khác lắm. Nó đánh là đứng đơ luôn. 6 băng là nghỉ nha em. 6 băng là nghỉ thở. 6 băng là 60% tỷ lệ choáng. Ready for battle. Đi sai ẩn. Không có sai ẩn nữa. Băng này, băng chết rụ mày này. Băng, băng, băng. Đấy. Băng, 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 băng. Ôi thằng lèn này nó không bị băng các bạn ơi. Cái thằng lèn này nó không bị băng. Chúng ta phải xếp làm sao mà đánh được nhấn ulti. Nó kháng khống chế mà. Nó kháng khống chế các bạn ơi. Thằng lèn nó xài hiếp kiếm ngon quá. Mình cũng có ra đồ ngon. Ui băng nữa này. Freeze them in their tracks. Sai là level 3 đi. Giờ mình gặp thằng này chắc mình cũng đỡ sợ rồi đấy. Này nhảy tới mục tiêu gần nhất à. Điểm nhất là chắc bên này. Để cho nó qua bên này. Cho nó lắc vô lửa đi. Nhảy vô thằng này đấm đường nhau lên mà em. Đó đúng rồi đó. Đúng rồi. Để cho nó lên đất lên mana là được. Con lên đất nó không được lên mana là nó chết mẹ nè em ơi. Bất tỉnh. Đi quả nổ. Đi quả nổ này. A dish that served cold. À, không có ta. Kêu tao cái con này tao đã nói mày.
lớp 2 rồi. Đúng đó, đừng nhớ lên mana, đừng nhớ lên mana. Bay vào đấm mồm đó, đừng nhớ lên mana. Rồi, nó bật được ulti là ăn lè. Rồi, ăn lè. Ừ, đấm đó. Đấm chết mẹ đó. Ôi, mẹ nó trâu vậy. Thôi đi rồi. Nếu đấm thì nó chết luôn kìa. Nó gần chết rồi mà. Á, đi luôn rồi. Đào xanh đi, nó gần chết rồi. Nó gần chết rồi anh em ạ. Ờ, cay nha. Cô lắp cái kiếm kinh vãi nổi.